Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn file quản lý báo giá vô cùng đơn giản và tiện lợi. Để hiểu rõ hơn cách sử dụng file như thế nào thì sau đây hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên là chèn logo vào bảng báo giá. Để chèn logo vào bảng báo giá này, các bạn sẽ làm như sau. Bước 1, các bạn sẽ chọn vị trí để chèn logo. Sau đó các bạn sẽ vào Insert, chọn Picture và chọn This Device. Sau đó các bạn sẽ chọn hình logo và chọn Insert. Sau khi đã hoàn thành xong việc chèn logo rồi thì mình sẽ vào điền các thông tin trong bảng báo giá này. Đầu tiên mình sẽ chèn tên sản phẩm. Để chèn tên sản phẩm thì mình sẽ làm các bước như sau. Bước thứ nhất, mình sẽ chọn ô để chèn tên sản phẩm. Bước thứ hai, bạn sẽ vào data, chọn data validation. Ở bảng data validation này, mục around mình sẽ chọn là list. Mục sau, mình sẽ gõ cú pháp như sau. Bằng mình sang sheet thông tin sản phẩm, mình sẽ chọn cột tên sản phẩm và mình nhấn OK. Như vậy ô đầu tiên mà mình chọn đã có list danh sách rồi. Để hiển thị các ô tiếp theo, các bạn sẽ làm như sau. Bước 1, các bạn sẽ chọn vào cái ô đầu tiên, nhấn chuột phải và chọn copy. Sau đó các bạn sẽ bôi đen ô tiếp theo lại, nhấn chuột phải và chọn Pass. Như vậy các ô tiếp theo đã có list danh sách. Và giờ đây các bạn sẽ chọn tên sản phẩm vào. Tiếp theo sang cột kích thước, mình sẽ tính như sau. Mình sẽ dựa vào tên sản phẩm ở bảng báo giá này để mà tìm kích thước trong phần thông tin sản phẩm. Mình sẽ dùng hàm VLOOKUP để tìm kiếm. Sau đó đối tượng dò tìm, mình sẽ chọn ô tên sản phẩm. Mình nhấn F4 3 lần để cố định cột D phẩy. Vùng dữ liệu dò tìm, mình sẽ sang sheet thông tin sản phẩm. Mình sẽ bôi đen cột tên sản phẩm và kích thước. Nhấn F4 một lần để cố định vùng dữ liệu phẩy. Vị trí của cột tìm kiếm, ở đây cột kích thước của mình trong vùng dữ liệu mình chọn đó là đứng ở vị trí thứ hai, mình sẽ nhập số 2 vào phẩy. Sau đó để hiện kết quả chính xác, mình sẽ nhập số 0. Đóng ngoặc lại, mình nhấn Enter. Vậy là mình đã tìm được kích thước của mỗi sản phẩm. Mình sẽ di chuyển con trỏ chuột xuống dưới ô có hiện dấu cộng, mình sẽ giữ nút chuột trái, mình di chuyển xuống dưới. Sau đó các bạn để ý vùng dưới này nó có lỗi, tại vì bên này ô tên sản phẩm nó không có. Vì vậy để xóa lỗi không có hiện lỗi như thế này mà hiện khoảng trắng, mình sẽ nhập thêm cú pháp như sau. Mình dùng hàm if error. Sang bên này mình muốn kết quả hiển thị là khoảng trắng khi có lỗi, mình sẽ nhập ký tự như sau. Sau đó mình đóng ngoặc và nhấn Enter. Sau đó mình sẽ di con chuột xuống dưới để tính các ô tiếp theo. Vậy là các ô có lỗi giờ đã thành khoảng trắng. Tiếp tới là sang ô đơn vị tính thì cú pháp của đơn vị tính với kích thước nó giống nhau cho nên mình cũng sẽ nhập bằng if error.
Sau đó mình cũng sẽ nhập hàm VLOOKUP. Vậy đối tượng dò tìm là tên sản phẩm. Vậy vùng dữ liệu chứa đối tượng dò tìm, mình sẽ sang sheet thông tin sản phẩm. Mình sẽ bôi đen vùng tên sản phẩm, kích thước và đơn vị tính. Sau đó mình nhấn F4 một lần để cố định vùng dữ liệu. Phẩy cột đối tượng mình cần tìm kiếm là cột đơn vị tính. Nó nằm ở vị trí số 3 trong vùng dữ liệu mình tìm kiếm. Mình sẽ nhập số 3. Phẩy hiển thị kết quả dò tìm chính xác thì mình sẽ nhập số 0. Đóng ngoặc lại và có ký tự khoảng trắng để phòng trường hợp kết quả bị báo lỗi. Đóng ngoặc lại và chọn Enter. Sau đó để tính các ô tiếp theo, mình di chuyển con trỏ chuột xuống dưới cuối ô, nó hiển thị dấu cộng. Giữ con trỏ chuột, mình sẽ di chuyển đến các ô tiếp theo. Tiếp tới sang ô số lượng. Để tránh trường hợp nhập số lượng sản phẩm mà khách hàng yêu cầu lớn hơn số lượng sản phẩm có sẵn ở công ty hoặc doanh nghiệp của bạn, vì vậy chúng ta sẽ nhập công thức để ràng buộc số lượng. Mình làm như sau. Bước 1, mình sẽ chọn ô đầu tiên của cột số lượng. Sau đó mình vào data, chọn data validation. Ở bảng data validation này, mục allow mình sẽ chọn là custom. Ở mục formula này, mình sẽ nhập công thức như sau bằng VLOOKUP. Mở ngoặc. Đối tượng dò tìm là tên sản phẩm. Phẩy vùng dữ liệu có chứa đối tượng dò tìm, mình sẽ sang sheet thông tin sản phẩm. Mình sẽ bôi đen vùng dữ liệu. Sau đó mình nhấn F4 để cố định vùng dữ liệu. Phẩy vị trí cột đối tượng mà mình tìm kiếm. Thì ở đây cột đối tượng mình muốn tìm kiếm là cột số lượng. Và cột số lượng nằm ở vị trí thứ tư trong vùng dữ liệu. Bạn chọn, bạn sẽ nhập số 4. Phẩy 0. Đóng ngoặc lại. Lớn hơn hoặc bằng sum if tổng của số lượng trong bảng báo giá này. Đầu tiên bạn sẽ nhập vùng chứa điều kiện. Mình sẽ bôi đen cột tên sản phẩm ở bên sheet bảng báo giá. Sau đó mình nhấn F4 một lần để cố định vùng dữ liệu. Phẩy điều kiện ở đây là tên sản phẩm. Mình sẽ chọn ô đầu tiên tên sản phẩm. Mình nhấn F4 3 lần để cố định. Cột D, phẩy vùng để tính tổng, mình sẽ bôi đen vùng cột số lượng. F4 một lần để cố định. Đóng ngoặc lại. Và nhấn OK. Vậy là mình đã nhập thành công cú pháp để ràng buộc điều kiện số lượng. Để nhập cho các ô tiếp theo, mình sẽ chọn ô đầu tiên, mình chọn chuột phải. Sau đó mình sẽ bôi đen các ô tiếp theo. Chọn Pass. Mình sẽ nhập thử các số vào cột số lượng cho các bạn xem nhé. Ở số lượng sản phẩm 13, mình nhập 56, nó bị sai. Mình sẽ kiểm tra số lượng của sản phẩm 13 ở thông tin sản phẩm nhé. Ở sheet thông tin sản phẩm này thì sản phẩm 13 nó có số lượng là 64. Qua bảng báo giá này, mình đã nhập số lượng ở trên này là 45 rồi. Vì vậy hàng sản phẩm 13 tiếp theo, mình sẽ nhập số lượng trong bảng này phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng còn lại ở sản phẩm 13. Tức là phải nhỏ hơn hoặc bằng 64 trừ cho 45 là còn 19. Mình sẽ phải nhập số lượng của sản phẩm 13 ở hàng tiếp theo sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng số 19 này thôi. Mình sẽ nhập số 10. Dưới này là số 9. Tiếp tục qua phần đơn giá, mình sẽ nhập cú pháp y như
Nhập kích thước và đơn vị tính mình sẽ nhập như sau. Đối tượng dò tìm mình cũng chọn sản phẩm cố định phẩy. Vùng dữ liệu chứa đối tượng dò tìm mình sẽ bôi đen vùng dữ liệu. Nhấn F4 một lần để cố định phẩy. Vị trí của cột mà mình đang tìm kiếm thì mình đang tìm kiếm là cột đơn giá. Cột đơn giá nằm ở vị trí số 5 trong vùng dữ liệu mình chọn. Mình sẽ nhập số 5 phẩy. Không. Đóng ngoặc lại phẩy. Tạo ký tự khoảng trắng khi kết quả bị sai. Sau đó mình nhấn Enter. Sau khi mình đã tính được ô đơn giá ở ô đầu tiên này rồi, thì mình sẽ tính các ô tiếp theo bằng cách mình sẽ di chuyển con trỏ chuột về phía cuối ô đầu tiên có hiển thị dấu cộng. Sau đó mình sẽ giữ con chuột, mình kéo xuống các ô tiếp theo. Tiếp tục sang phần thành tiền, mình sẽ nhập công thức như sau. Mình sẽ lấy ô số lượng. Nhấn F4 một ba lần để cố định. Nhân cho ô đơn giá, mình nhấn F4 ba lần để cố định cột H. Enter. Để tính các ô tiếp theo, mình sẽ di chuyển con trỏ đến cuối ô, đồng thời giữ chuột trái và kéo xuống các ô còn lại. Để tính tổng cộng của cột thành tiền, mình sẽ dùng hàm sum. Mình sẽ kéo tất cả các ô trong cột thành tiền lại để tính tổng. Sau đó mình nhấn Enter. Và sau khi đã hoàn thành xong bảng báo giá này rồi, bước cuối cùng, bước này rất quan trọng, đó là lưu file quản lý báo giá. Để lưu file quản lý báo giá, các bạn sẽ phải làm như sau. Bước 1, các bạn sẽ vào file, chọn 7 hoặc 7S. Sau đó các bạn sẽ chọn Browser. Các bạn chọn vị trí để lưu file và chọn 7. Phần hướng dẫn file quản lý báo giá của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Chào mọi người.